Chào mừng anh em quay trở lại với phần tiếp theo của series. Thì hôm nay mình sẽ chủ yếu là cố gắng chế tạo được super coolant. Thì lần trước mình đã có fluorine này, mình còn thiếu lưu huỳnh. Nhôm thì ở hành tinh thứ hai mình có rồi, than chì thì mình có 25 tấn và mình còn lại mình sẽ đi tìm lưu huỳnh đó. Ở đây mình có một ít lưu huỳnh thì mình sẽ cố gắng đào ra, chỗ nào có lưu huỳnh thì mình đào. Chứ tại vì trên bản đồ này á, láng có lưu huỳnh. Mình tìm ra, bên này là có một lưu huỳnh 27% này. Đó, như vậy, còn trên tổng bản đồ á, tổng toàn bộ hành tinh là sẽ không có lưu huỳnh cho mình, không có mặt lưu huỳnh nào hết. Nên là mình sẽ tận dụng 7 cái lưu huỳnh từ đây. Và giờ ưu tiên cao nhất của mình sẽ là đi khai thác lưu huỳnh này. Ba nghị sạc này cũng quan trọng đó. Đó, như vậy thì mình cái mặt lần cuối thì mình có cái mặt nhôm này, nhưng mà hiện tại là nhôm là chưa có hoạt động và mình đã cố gắng là xây thêm một vài cái chuồng. Mình sẽ thêm một vài cái chuồng ong này rồi. Thì giờ nó sẽ lớn á, và mình sẽ có uranium miễn phí để cho nó tự động khai thác đấy. Rồi, giờ trước tiên mình sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là vận chuyển tạp nhang và chọn lưu huỳnh này lên ưu tiên cao nhất để ở tuổi đề nó làm. Và mình sẽ chuyển qua hành tinh của mình để mình khai thác fluorine này, và sau đó mình sẽ có thể chế tạo được super coolant. Và mình sẽ thay toàn bộ những cái vật liệu nào, những cái chất để làm mát, ví dụ như mô hình bên này, thì mình có thể suy nghĩ là mình thay toàn bộ cái này bên này nữa. Và mình hôm nay khả năng mình sẽ xây lại hệ thống điện luôn. Đó là ngày hôm nay là mình sẽ ưu tiên làm những việc đó. Thép ở đây mình vẫn còn 158 tấn, rất là nhiều. Tạo gần mầm này, sợi lau, nhựa, nhôm, nắp tha, gốm, đồng, đất, tính cần, đạo oxy 11 tấn, chì, vàng, vàng 102 tấn. Rất là nhiều luôn. Hiện tại mình ra sản xuất được fluorine rồi. Thì tiếp theo mình sẽ một ký mình sẽ 900 ký fluorine, một ký là mình sẽ được super coolant. Chào ơi, vô tư. Lúc đầu mình tưởng là mình cần phải bấy nhiêu nhé, đây rốt cuộc mình bên này cũng đủ, bên này đủ lưu huỳnh để mà khai thác, vô tư rồi. Hết cả hồn, mình tưởng lắm có super coolant là mệt rồi. Đó, trừ là sẽ như vậy. Cho tôi để nó đi làm vài việc cơ bản, rồi mình sẽ chỉ tạo được super coolant, mình sẽ thay thế đã. Cái này mình sẽ không có cho nó, không cho nó làm nóng nữa, tại vì lưu huỳnh của mình sẽ bị đóng băng. Sẽ bị thân Halloween lỏng này, tại vì trong này môi trường nóng quá. Nên mình sẽ tạm thời tắt mấy cái máy này, không dùng cái máy gì này hết. Mình quyết định là xây đây thêm một máy nữa để cho tôi để làm việc cho nhanh. Điện thì mình thiếu rồi, thì mình cứ cho nó làm thôi. Ta Rowan nên là xây cái gì ghê á. Trời ơi, kỹ năng xây với kém dễ sơ lắm. Không phải, cơ bản là do cái máy này nó cũng xây lâu. Chỗ này mình sẽ xây một cái trạm nuôi mấy con sovo này, tại vì mấy con này nó cũng có tổn tài nguyên nhiều đó. Rồi mình sẽ bắt nó và về xây vào đây. Thì con sovo này nó sẽ không chui qua được tường là bằng gạch kim loại tinh chế và cửa. Thì mình sẽ xây kiểu này. Trong này mình sẽ xây một cái máy để thả.
Thế nên mình sẽ có một cái máy xây ở đây ta. Đây cái cửa này phá ra này. Sẽ như vậy. Bên này mình cần một cái máy vận chuyển. Cái máy này có tác dụng á là nó sẽ lấy trứng. Lấy trứng từ trong này ra. Mấy con này sau này nó sẽ đẻ trứng và mình sẽ lấy ra ngoài. Tại vì nó mà ở chung với trứng á thì nó sẽ có tình trạng là nó bị chật chội, thì mình sẽ bỏ trứng ra ngoài ô này. À, như vậy đơn giản rồi đây. Con này sau này nó sẽ bị đẻ trứng, nó sẽ đẻ trứng, mãi nên sẽ gấp và thả trứng vào đây. Thì trứng này nó nằm ngoài chuồng thì sẽ không làm cho tụi này nó chật chội được hoặc là không vui. Đó. Thì mục đích là sẽ xây như vậy thôi, đơn giản. Giờ mình thì mình đang cố gắng là thay supercoolant vào cái đường này. Kiểm tra sơ lại mấy cái tổ của mình thì ở đây được 270 72 18 sao ít vậy ta 81 214, nó cũng khá được nhiều đó, cũng được khá nhiều rồi, 507 tận nhiều rồi. Cơ bản là sau này mình thao mình xây theo kiểu kia. Có thể sau này nổi hứng thì mình sẽ xây đồ vào trong tên lửa, xây cái máy này. Sau khi bơm supercoolant vào đây thì nó làm mát hiệu quả lắm. Hiện tại là nó sẽ không bị quá nhiệt nữa, giống như lần trước mình bỏ dầu nó làm nóng không kịp. Tôi bên này cứ luôn luôn ở trong tình trạng là 100 độ, 97 độ, thì giờ nó hết rồi. Sao thằng này nó làm nhiệm vụ ta? Ở bên này rảnh thì mình sẽ cho tôi để nó đào, sau này mình sẽ đem thép qua và xây che toàn bộ trên này lại. Thì xong mình rảnh thì có khả năng mình sẽ xây một cái vườn cây ăn quả ở đâu đây, chắc là khu vực này, khu vực này cũng được. Mình sẽ dùng hai loại chất lỏng để mà làm cái cửa nước ở đây, có thể là sẽ xây như vậy miễn hợp lý ta, thế hơi xấu xấu đó. Ví dụ vườn cây ăn quả ở đây thì cũng được đó. Được. Cho nó xây đài như vậy. Mình mới được cái đà lạt cam trắng này. Nhìn một phàm đó. Không biết sao. Rồi, ở đây mình vừa mới thay bằng supercoolant rồi. Thì đảm bảo là thức ăn của mình sẽ được luôn luôn tươi. Và khuyên anh em thì nên để là khoảng cỡ âm 20, âm 30 độ gì đó. Tại vì thức ăn vừa mới được nấu xong, cả 100 độ bỏ vào đây ấy, thì là trong phòng này bị mất nhiệt một cái thì thức ăn nó sẽ bị ảnh hưởng và nó bị giảm độ tươi. Thì mình bỏ âm sâu lên một chút thì vẫn tốt hơn. Ở đây thì mình còn hệ thống nào mình cần phải thay đổi được ạ? Bên hành tinh bên này cũng vậy. Bên này mấy cái mắt này thì mình dùng được bật là hàng cũng hợp lý rồi, không cần phải dùng nhiều. Giờ có khả năng là mình sẽ chết rồi. 402 cắt dầu rồi nè. Cái độc lạ vậy ta.
mình sẽ chỉnh nhiệt độ lên cao khoảng 400-410 nha mấy cái dầu thô này. Nó bắt buộc phải chuyển thành dầu hỏa luôn. Khỏi mất công đem tôi để vào. Mới không biết được không? Đang cố gắng đấy. Đúng hư động, hư ổng là được á. Nhiệt ở đây nó hết rồi. Giờ chờ nó làm nóng dầu lâu lắm. Thì tới đây mình sẽ phải nghĩ tới phương pháp khác là mình phải đào xuống như thế này. Cơ bản là mình muốn để bên này nó đóng băng nè, mình đào mà được thì thôi cũng hơi khó. Thì cơ bản là mình nấu dầu ngang đoàn này thì được chừng nào hai chừng đó thôi. Từ từ mình tìm tiếp thôi. Mình sẽ cho thằng này nghiên cứu thêm chút nữa, 800 mấy rồi. Mình đang nghĩ tới việc là mình sẽ phá tường này. Mà cho tôi đi nè, bắt đầu đào chỗ này qua. Đào chỗ này qua. Mà sẽ đào lên trên này. Không, nếu mà đào lên á, đào lên thì magma nó chạy xuống như này. Mình phải đào khôn ngoan hơn một chút. Có thể là đào xuống 2 ô. Đào lên 2 ô lại. Và sau đó mình sẽ xây thang. Thang phải xây bằng hạt dừng thạch này. Nhưng thôi nó bị rớt chứ. Và cho nó chạy thẳng xuống như này. Có thể là sẽ được đó. Để giúp cho tôi đề nó chạy nhanh hơn thì mình xây ở đây. Mình xây ở đây một cái đường xuống và dưới này sẽ xây hai cái máy, hai hoặc ba cái máy gì đó để đảm bảo là tôi đề nó làm việc nhanh hơn đó. Chờ nó chạy bù quá lâu đó. Đó, xây như vậy. Ở đây mình sẽ xây bằng dây đồng luôn rồi. Chờ thằng này là xây hai cục đồng nữa là sao? Mình sẽ quay trở lại và cho tôi đi nó làm mức độ 7. Mình sẽ đào ở đây sẵn một cái lỗ để đảm bảo là magma trên này nó ao một số một cái là nó không bị lấp bay vào chỗ nhà của mình, hoặc là sau đó tương tự thì mình sẽ đào một cái lỗ xuống dưới này. Chắc là đào xuống dưới này luôn cho an toàn, đào xuống dưới này luôn. Mình quyết định là sẽ xây ở đây một cái cửa để đảm bảo là mình có cái công tắc này, mình sẽ điều khiển lưu lượng magma mà cần chạy xuống như này. Tại vì mình cũng muốn nó bị xuống như này quá áp suất hoặc là sao đó. Đào ra. Sao là chơi xe cửa ta? Mình sẽ phá và bắt đầu cho tuần đề nó chạy xuống dưới. Phá xong rồi là chạy. Rồi, chạy đi và đừng bao giờ quay trở lại luôn. Rồi, mình sẽ mở ra. Khoan, lưu game nè. Có thể là bị lỗi hoặc là sau đó là mình sẽ bị nát nhà nó, sửa lại mệt lắm. Đề nghị anh em là phải lưu game trước khi làm bất kỳ việc gì quan trọng. Sao thằng này chán ghê ta, xây dựng này.
sao không đau rồi, nay mới đi đau rồi đó. Mệt mẹ nhủ đi quá này, di chuyển đến này, mình đang chuẩn bị làm cái hay ho thì nó bay ra chuyện rồi. Nó quay trở lại đó, thì mình sẽ để cho nó được xuống hết và mình lên đây mình đào từ trên này xuống, và trong lúc đó mình sẽ xây luôn cái chỗ để mà làm điện. Sau này tương lai của mình sẽ là điện magma này, và sẽ dùng đá magma này để nuôi hát chơi chơi nó chạy thôi. Ở đây máy một cái là mình xây theo cái kiểu trồng chéo này này, theo cái đường cửa nước á, nên nó magma chỗ này nó không bị lấn lên trên. Sau này mình sẽ chỗ này nó nguội thì mình sẽ dễ xử lý hơn. Chỗ này nó tăng nhiệt lên, chỗ này nhanh lắm. Giờ chỗ này nó sẽ tăng nhiệt lên và nó sẽ chạy xuống dưới hết, và mình đào ra mình sẽ bắt đầu là chỗ này hơi bị nhiều so với chắc lắng đủ chỗ. Giờ cho tôi để vào đây là cũng được, sao mình đào thì chỗ này ra ta. Rồi giờ mình sẽ cho tôi để vào đây làm lại một lần nữa, là đào chỗ này ra và để mình đổ hết cái lòng magma này xuống, vậy là mình có thể là khai thác luôn, vào đây xây luôn. Ở chỗ mình á, mình đang có một sai một cái mod là để là sạc robot này, thì mình đang tận dụng nó xem thử là nó có hoạt động tốt không á, và nó sẽ cần phải có dầu thì mình sẽ xây tạm vào đây. Dây điện này có rồi, mình sẽ xây hai cái để xem nó hoạt động tốt không á, không phải là cũng tăng điện á. Vậy thì mình sẽ qua đây và đổi hào của dâu vào, khả năng là nó sẽ xài dâu hoặc sao đó mình chưa từng làm, nhưng mà mình sẽ tận dụng để nó dọn dẹp hoặc là làm mấy công việc nguy hiểm giống như ở trong mấy khu vực này. À, thì đã làm xong rồi là mình về luôn. Mình sẽ cho thằng đề nó phá cái chỗ này và nó sẽ chạy xuống như này đúng nhá, và cái cửa này mình đóng vậy luôn được. Sao đấy, tôi để nó sẽ đứng như này, phá chỗ này ra. Sao cái nó làm hai việc con nó chạy là sao ta? Tôi tiến về gần rồi. Nhiệt độ trong này là vẫn đủ cho tôi bin hoạt động hay thiệt. Đó, thao mà đổ. Thôi, coi như là được rồi. Nghe nào là được rồi, mở cửa này ra luôn. Thì magma nó sẽ chạy xuống, nó hỏng qua đây đâu. Tại vì ở đây mình xây một cái cửa theo đường cửa nước ra. Hồi nãy mình cũng thử ra, là nó sẽ không chạy qua đây. Và mình sẽ tiến hành chạy vào đây, đào hết chỗ này ra và xây mô hình nghiên cứu nữa chứ, có nhiều việc để làm lắm. Supercooler của mình hiện tại 20 tấn này, mình đã làm hết những cái việc căn bản đầu tiên này. Phần sau là mình sẽ xây mô hình và mô hình hỏa lỏng oxy hydro với thêm khai thác mặt niobium ở hành tinh kia. Còn giờ mình sẽ xây một cái vườn ở đây đó, thì mình xây cái vườn đơn giản thôi, cần
mình sẽ không quay lại đâu. Mình chờ cái này xong rồi. Rồi giờ mình sẽ xây luôn cái hệ thống điện chính của mình. Nó đang tăng áp. Tăng áp không sao. Mình sẽ cố gắng làm cho nguội mấy cái này bằng cách là xây gạch vào. Xây gạch vào là nó nguội liền rồi. Nhưng mình sẽ ưu tiên xây một cái đường lên cho thằng để nó phân tích cái mặt nội lửa này. Và mình sẽ xây ở đây một vài tấm tản nhiệt bằng đá dung nham này để cho nó làm cái chỗ này khỏi có magma này, tôi để nó đứng vào đó, khỏi nó khỏi bị bỏng. Game tự Psycho hiện tại thì nó hơi lắc là mới bắt, chắc là chục này em phải dùng cái mod chỉnh về cái tốc độ lại là tốc độ bình thường này thì hiện tại nó hơi bị lắc một chút. Đó, bạn Nhi thì nó đang làm việc chỗ này cũng hỏa đông này. Xong mình sẽ dọn cái địa mềm này. Điểm mềm này sẽ cho ra ngoài này. Còn lại mấy cái này thì mình sẽ đã giống nham thì kệ nó, không sao, không cần phải dọn. Đã giống nham cần phải dọn đó. Đang tăng phun trào sau 17 giây nữa. 17 giây nữa thì nó sẽ trào. Cái túi này. Ở đây mình sẽ thiết kế luôn cái chỗ để sau này mà mình dùng magma này. Magma sau này nó sẽ được chạy xuống đây sử dụng dùng hết nhiệt và nó sẽ rớt ra thì nó sẽ rớt xuống dưới này. Và sau này mình sẽ làm một cái mảng rớt để đảm bảo là sau này có một cái máy nó gấp vật liệu từ đá magma này ra đây làm nguội, và sau khi làm nguội thì nó sẽ cho rớt ra ngoài ở khu vực nào đó. Và chỗ đó mình sẽ nuôi con hát. Thì mục tiêu của mình là sẽ như vậy. Giờ ở đây mình sẽ xây. Thì cái mô hình điện từ magma này thì nó cũng dễ xây thôi. Anh em nào chưa xây thì tham khảo nha. Ở đây mình sẽ dùng Wolfram ngay khu vực này. Tại vì chỗ này là cửa nó đóng ra đóng vào nó hay bị nóng á. Thì lần trước mình có nói rồi. Ở đây mình phải xây dây toàn bộ là phải bằng thép này. Đó, như vậy. Chỗ này mình khoan xây đã. Cho nó xây vài ô trước đã. Còn ở đây thì mình vẫn dùng quặng đồng bình thường. Rồi, như vậy là xong. Chỗ này mình sẽ xây bằng Wolfram này. Chỉ duy chỗ này thôi. Mấy chỗ này cũng vậy. Để tránh trường hợp nó lỗi thôi. Thì để đảm bảo an toàn thì mình tốt nhất là nên xây kiểu như vậy. Khoan xây đã. Xây cái này trước. Cái này mình xây 6. Đó, mình sẽ xây một cái thang thẳng lên đây này. Và sau này mình sẽ xây đây một cái đồ gạch bằng đá dung nham này. Và sau khi mình mở ra, ở đây là hạt nhiệm thật, mình phá chỗ này ra thì nó sẽ chạy xuống như này. Chưa, sao nó cũng xây chỗ này trước ta. Ra đây, chỗ này sau này sẽ là chỗ chứa. Và ở đây mình sẽ xây luôn một cái thang để thằng đề là phá chỗ này. Ở chỗ này mình sẽ cần bịt lại nhé, đúng rồi, mình cần bịt lại nữa. Mình sẽ bịt bằng gạch này. Toàn bộ đấy mình sẽ bịt lại. Gạch này thì nó hơi quá. Gạch thường là được rồi. Riêng cái chỗ này thì mình cần phải xây bằng đá gạch nhiệt này. Như vậy.
Vậy là mình cần phải xây thêm một đống thang nữa. Trên này magma mới đổ một xuống một xí là cái cửa này tiếp xúc nhiệt đầu tiên này. Đã còn lại mấy cái chỗ này thì nó vẫn bình thường. Và mình sẽ phá luôn chỗ này. Ở trong này là hạt dương thạch. Thì mình thiết kế luôn cái chỗ này, sau này magma nó sẽ chạy xuống đây thì qua ba ô này. Ở đây mình sẽ xây bằng hạt dương thạch này, và nó sau khi nó magma nó chạy xuống ô này thì nó sẽ được tiếp xúc nhiệt ở khu vực này. Chỗ này sẽ là chỗ tiếp xúc nhiệt. Và dưới này mình sẽ bỏ là gạch kim cương. Kim cương là sẽ bỏ ở ô này. Cái này trong này mình làm hai ô được rồi. Ví dụ mà xây qua đây thì nó sẽ làm nóng, thời gian làm nóng hoặc nhanh hơn. Hai ô thì xây được cái cảm biến này cũng được. Vậy thì mình sẽ xây hai ô luôn, xây hai ô cho nó nhanh. Nhưng mà lại dùng phần dưới. Xây như vậy đi. À, sau này nó sẽ như vậy. Chỗ này chúng ta phải xây sao cho đúng hợp lý ta. Ở đây sau này mình sẽ bịt chỗ này lại này. Đó. Ở đây sẽ có một cục gạch bằng thép, tại vì nó sẽ dẫn nhiệt ra ngoài này. Và cái này nếu mà rớt xuống đây và cái này vào đây thì bắt buộc magma nó sẽ rớt ra hướng này. Thế này chơi kiểu này luôn, thì tức là nó sẽ chỉ tiếp xúc nhiệt với bên chỗ khu vực này thôi, và nó sẽ rớt xuống như này. Và mấy tô bin dưới này sẽ có tác dụng là xử lý cái đống magma mới dư thừa này. Đó, mình sẽ xây như vậy đúng rồi đó. À, để đảm bảo sau này nó chỗ này nó bị nó có hai ô để mình chạy ra chạy vào thì mình sẽ phải bịt chỗ này lại. Thì sau này mình sẽ phải xây như vậy. À, mình sẽ xây một ô trên này nữa. Thì việc đó mình phải làm cho mình phá chỗ này ra. Và xây lại cái máy bơm này. Cái chì này mình sẽ ra hướng này luôn. Mình chơi chạy thêm hướng trên nữa. Rồi, sau khi dọn dẹp chỗ này xong thì mình sẽ bắt đầu xây tô bin ở đây luôn. Thì sau này nó sẽ dùng nhiệt chỉnh từ trên này. Cái cục này nó cũng xây. À, ở đây mình sẽ xây một vài cái tô bin, thì tổng cộng là 6 cái. Thì bốn cái tô bin này thì nó sẽ ra 8 kg nước và nó sẽ làm mát ở chỗ này. Còn bên này thì hai tô bin này nó sẽ làm mát cái máy làm mát chất lỏng của mình. Sau này mình sẽ để góc này. Thì cái máy này nó chỉ có tác dụng duy nhất là làm mát mấy cái tô bin này của mình thôi. Ở trong này mình sẽ đặt bờ đông để đảm bảo là việc làm mát là nhanh nhất. Trong này thì mình sẽ làm gốm, ống gốm. Đó, trong này gốm luôn. Và trên này sẽ là
trên này một ô này thôi, còn trên này mình sẽ xây bằng ống cách nhiệt ra. Đó, nó sẽ chạy một vòng lặp như vậy. Và mình còn phải thiết kế một cái đường băng tải nữa. Đường băng tải này mình sẽ phá chỗ này ra để mình xây một cái bắc cầu ở đây nữa. Vừa rồi thằng đề nó vừa chạy ngang qua, nó cầm cục mắc ma nó chạy ngang qua chỗ này làm bắn nhà luôn. Giờ phải loạt lại game. Rồi, giờ mình sẽ xây vẫn theo như kiểu cũ, và cục pin này sẽ điều khiển mà mấy cái tua bin này. Đường ống thì mình vẫn xây như vậy, y chang vậy luôn. Ở dưới đây mình sẽ có một khu gạch để mà hướng magma này rớt xuống. Tạm thời thôi, sau này mình sẽ dùng cách khác. Ở đây sau này mình sẽ xây hai cái cửa, hai cửa, và có thể là bit line luôn. Không biết sao trong này mình nếu đúng thì mình sẽ bỏ một cục Naptha và một cục super coolant vào đây để làm cái cửa nước. Chắc mình sẽ làm vậy đó. Cái chơi này xây xong rồi. Nếu không có chi trục trặc thì ở đây mình sẽ có thể là làm một cái đường xuống ở đây. Ở đây mình có Naptha và Super Coolant rồi. Đó, thì sau này nó sẽ như vậy. Và chỗ này mình vẫn đi được bình thường. Ở đây mình sẽ đổ Super Coolant vào. Chỗ này dọn đi. Bắt đầu sẽ bơm Super Coolant vào. Và cái đường nước này mình sẽ xây tạm qua đây. Ở đây nước. Đó, sẽ xây tạm xuống cho nó chạy xuống băng đường vậy này. Giờ mình sẽ bắt đầu mở cửa để xem nó hoạt động. Thì mình ở đây mình sẽ đặt hai cái tín hiệu qua một cái cầu NG. Thì khi lúc nào hai tín hiệu ở đây chuyển sang màu xanh thì yêu cầu của mình thì nó sẽ mở cửa này. Đầu tiên thì mình sẽ lúc nào nhiệt lúc nào dưới 180 độ thì sẽ mở một tín hiệu đầu tiên. Và cái tín hiệu thứ hai của mình là sẽ tín hiệu mở cửa 3 giây chưa đủ, là phải 4 giây, tại vì mình có cầu điện vào. Đó, thì magma sau khi được làm nguội từ dưới này và nó sẽ rớt xuống khu vực này. Sau này mình sẽ xây cái băng chuyền để mà lấy magma này và chạy vòng, lúc nào nguội thì đem ra cho con hát nó ăn. Thì trước tiên là nó sẽ như vậy đó. Ở đây mình sẽ reset cho nó có magma để mà làm nhiệt. Tôi bên ở đây mình sẽ đặt là khoảng 20-30 độ. Đó, thì nó sẽ làm mát tôi bên này. Và ở đây mình vẫn sẽ có một cái đường để lên đi lên. Sau này mình sẽ làm việc. Cái cửa này mình sẽ khóa cho ra vào. Lúc nào cần thiết mình mới cho chạy ra ra vào chỗ này thôi. Tại vì ở đây là hai loại chất lỏng để mà làm một cái cửa nước. Sau này có vấn đề mình mới chạy vào đây được. Thì đó là cái cách hoạt động của cái này. Đó, thì chừng nào mà dưới này mà còn dưới 180 độ thì cái cửa này nó sẽ tiếp tục mở. Mở tới lúc nào là đủ trong này đủ nhiệt thì thôi. Đó, magma nó sẽ rớt xuống đây 900 kg. Rớt xuống đó, đó. Đó là cách xây cái này của mình. Và phần sau nữa thì mình sẽ đào hết mấy cái này ra.
để đá dung nham thì mình xây xong sau này mình phá là nó chạy tự tan ra luôn, nó có cái hay của nó. Đó, chắc là phần này mình sẽ tạm dừng lại ở đây đã, và hẹn gặp lại anh em ở phần sau tiếp theo. Phần sau thì mình sẽ hóa lỏng hydro và oxy, tại vì giờ mình có super coolant đây rất là nhiều. Rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ nha, và nhớ like và ủng hộ sub cho mình. Cảm ơn anh em nhiều.